Trong dịp Tết năm nay thì ngoài các điểm du lịch sinh thái miệt vườn, người dân miền Tây còn có thêm một lựa chọn khác để vui chơi. Đó là một công trình mới mang kiến trúc độc đáo theo cách châu Âu vừa đi vào hoạt động ngay trong dịp Tết này. Công viên giải trí Kisti & Mini tọa lạc trên quốc lộ 1A thuộc xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A của tỉnh Hậu Giang, cách trung tâm thành phố Cần Thơ gần 7 km. Dù mới mở cửa đúng một tuần lễ, nhưng nơi đây đã thu hút đông đảo khách đến tham quan. Đặc biệt là hôm nay mùng 2 Tết là ngày đông khách nhất. Công viên giải trí Kitty and Mini đón khách từ 9 giờ. Hôm nay chỉ mới hơn một tiếng đồng hồ mở cửa, đã có trên 2.000 lượt khách vào tham quan. Được xây dựng trên diện tích 20 hectare, công viên này được chia thành 4 khu vực chính bao gồm quảng trường châu Âu, phố đi bộ ăn uống, trò chơi cảm giác mạnh và công viên nước đa năng. Quảng trường châu Âu là nơi hội tụ quần thể các tòa biệt thự theo phong cách cổ điển, cũng là nơi diễn ra các tiết mục múa hát, nhạc kịch, diễu hành mô phỏng nghi thức hoàng gia. Cái khu nhà biệt thự mà theo kiểu châu Âu thì đó là những khu nhà rất là đặc biệt, và thêm vào đó là những nhân vật hoạt hình rất là đáng yêu, khiến chúng em giống như là hòa vào thế giới cổ tích vậy, giống như mình sống lại được vào tuổi thơ của mình. Tiếp nối quảng trường là khu vực trò chơi cảm giác mạnh. Một vòng xe đạp trên không như thế này mất khoảng nửa giờ, nhưng bao lãng mạn và nhiều cung bậc cảm xúc. Bởi xe sẽ chạy qua các điểm vui chơi mà mỗi nơi một kiểu hú hồn khác nhau. Cảm giác la được xả chết gà, nó giải tỏa tâm lý, nó vui lắm. Đã đến đây mà không trải nghiệm trò chơi cảm giác mạnh thì thật là phí, thế nên tôi phải thử một chút. Thật sự mà nói, một cảm giác không phải là sợ mà nó nôn nao khó tả lắm, nhưng mà cuối cùng thì cảm thấy rất là sảng khoái. Xe điện chạy trên không vẫn chưa là gì với trò chơi này đâu nha, chống chỉ định cho người yếu tim. Mọi cảm giác hồi hộp, phấn khích hay hoảng sợ sẽ dịu lại khi khách tham quan đắm mình trong làn nước mát. Sau khi phục hồi trạng thái tỉnh táo ban đầu, những ai thích cảm giác mạnh có thể tham gia trượt ống từ trên cao. Giá vé trọn gói vào cổng và tham quan các trò chơi trong dịp Tết là 295.000 đồng một người lớn và 240.000 đồng một trẻ em. Với điểm tham quan mới này, người dân miền Tây không cần phải lặn lội lên thành phố Hồ Chí Minh hay ra tận Phú Quốc mới được trải nghiệm không gian đẹp và thú vị như vậy.